Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương vẫn đang được ghi nhận rất nhiều, đặc biệt hôm nay một ngày chủ nhật thì rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả các tỉnh phải đang rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào toàn thể gia đình mình nhé. Dạ xin phép xin chào hai cô, xin chào em trai. Dạ. Xin phép chào cô ngồi ngoài cùng này. Dạ cô cho con hỏi là cô họ tên là gì? Cô Loan hả? Cô Loan nhiêu tuổi rồi? 73 năm nay 51 tuổi hả? Dạ mình nguyên quán ở đâu? Ở Hậu Giang. Hậu Giang. Rồi hôm nay cô đi cùng với đây những ai đấy? Chị Xu với rể. Ừ, chị Xu là bà thông gia hả? Và con rể hả? Rồi về đây nhờ anh em mình giúp mình Dương tìm ai? Nhờ tìm nhỏ gái nó đi không dạy, đi về nó không về. Tìm con gái hả? Con gái của họ tên đầy đủ là gì? Chủ Huỳnh Diễm My. Huỳnh Diễm My hả? Xinh gái hả? Tên dễ thương. Con gái cô là năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 1996. Ồ, 96 năm nay 28 tuổi. Quê cô là quê Hậu Giang hả? Cô được mấy người con rồi? Một đứa. Một người con hả? Có một người con duy nhất. Dạ. Thời xưa mà cũng sinh ít vậy hả? Tại nghèo khổ rồi không có đẻ đâu. Ồ. Kể mình nghèo sinh con thì gọi là sau này con sinh nhiều thì nhiều con thì sau này con có trách nhiệm hoặc là mỗi người phụ cha phụ mẹ một miếng, chứ bây giờ có một mình con gái là sau này cũng lặng gánh. Vậy cô cho con hỏi là con gái cô lấy chồng lâu chưa? Lấy chồng rồi năm ngoái hôm tháng 9, mùng 12 tháng 9 cái nhằm tháng 10 tây á, là 14 tháng 10. Ồ, vậy là mới cưới đây hả? Mới được nửa năm chứ mấy hả? Ồ, con gái cũng lấy chồng trễ hả? Con gái của trước đây sinh sống ở đâu? Trước khi lấy chồng là sống ở đâu? Cũng ở đó luôn rồi. Hậu Giang hả? Đi lên Bình Dương này làm nước. À, gia đình về Bình Dương làm việc. Quê thì Hậu Giang. Gia đình mình về Bình Dương làm việc. Con gái bỏ đi đến giờ phút này là bỏ đi hoặc mất tích thì lâu chưa cô? Hôm bữa thứ hai thế này mà điện liên lạc được mà khi nghe được khi nó không trả lời kêu về á thì nó nói cho nó thời gian mà giờ cần thiết cho nó về đặng mà nó ra tòa ly dị với chồng nó. Là thôi chứ không ép buộc cái gì hết. Nó về nó ly dị đi rồi nó muốn đi đâu nó đi. Hiện nay là con gái cô chắc chưa có con hả? Chưa. Mới cưới được nửa năm mà. Cô có biết là con gái tại sao bỏ nhà đi không? Thì nó nói là nó không hợp với chồng đó. Thì ổm thì có khuyên nói thôi vợ chồng này gà thì có cái gì đâu thì hàng gắn lại. Rồi nó nói là nó không hợp, nó không ở. Rồi tự nhiên cái bữa đó nó gom đồ nó đi làm cái nó ủa sao con đi làm mà con xách đồ 2-3 bộ làm cái gì? Nó nói con đem cho người ta gọi là xách nó đi luôn. Lúc đó sao? Lúc cô biết luôn hả? Biết chắc sáng thứ hai tuần rồi á. Vậy là ở chung luôn hả? Ở chung chợ luôn với chung chồng nó luôn. Oh. Rồi mới nói là con đi chợ đi ăn gì không, chưa mẹ đi chợ vậy làm đồ ăn nghe, nó nói mẹ cứ làm đi. Rồi chưa con vậy con ăn cơm. Xong chưa cái 10 giờ mấy nó điện nó nói là nó ăn thiệt chia tay trong công ty, nó không về. Rồi thôi nó thôi chị chịu con về nha, về đang chở mẹ đi khám bệnh. Xong rồi nó nói ừ đã là chiều cái 5 giờ rồi mà gửi cái nó mới điện nó nói là con đi làm ăn rồi mẹ đừng có kiếm con. Con cô làm công ty ở đâu? Bình Dương lâu chưa? Bình Dương cũng lâu rồi, cũng 9 năm rồi. Ồ, 9 năm thời gian rất dài. Mà bây giờ bỏ công ty luôn hả? Nghe đây là hỏi người ta nói xin đơn nghỉ việc rồi. Ồ. Trong bữa đó luôn. Vậy là nếu như vậy là xin được từ trước rồi đó. Chứ không phải là hôm đó đâu. Từng rồi vô xin luôn. Ừ. Xin cái làm sao người ta cho nghỉ ngay hả? Có chuyện gấp. Cũng như nó nhà có chuyện gấp á. Đó là chỉ xin nghỉ tạm thời thôi chứ chưa phải xin nghỉ hẳn. Thì mình không có biết. Còn nếu không đã nghỉ rồi thì như thế này là có thể là xin lâu rồi. Giờ này người ta có quyết định ngày hôm đó là nghỉ luôn. Không có biết, không có gặp nữa. Con gái cô đi hôm đó là ngoài đem theo quần áo, có đem theo xe và điện thoại hay có tiền vàng bạc không? Thôi, tiền thì của nó thôi chứ nó không có lấy của nhà. Nếu đeo công việc chuyện nhà 18 gần 4 chỉ, chứ là bông thôi. Quần áo là đem đi hết luôn hả? Không, đem có 2-3 bộ hả? Xe là xe gì cô? Xe Vision đỏ. Vision màu đỏ. Biển số nhiêu cô biết không? Biển số mang biển số Hậu Giang hay ở đâu? Hậu Giang. Hậu Giang. 02 48. Số bao nhiêu đuôi? 48 đuôi. 48 đuôi, xe màu đỏ. Màu đỏ. Vision. Màu đỏ đâu. Xe này mua lâu chưa cô? Mua rồi 25 hay gì. Ờ. Nhớ vậy là cái xe này cũng lâu rồi, cũ rồi ha. Lâu rồi. Vậy là con gái cô trước đây là từ hôm cưới giờ phút này là cô có thấy là than phiền
hoặc là chia sẻ là không hạnh phúc không? Không có chia sẻ gì trơn, nó chỉ nói là nó buồn, nó tăng ca, nó xuống ca mà nó nói tăng ca, nó đi chơi rồi hỏi sao con, chỉ nói con buồn, nó buồn gì mà vợ chồng có gì đâu mà buồn, nó nói nó buồn nó khổ. Vậy là con gái cô lên tăng ca và xuống ca nhiều khi là cũng không biết luôn hả? Không biết được, tại nó nói sao mình nghe vậy. Chứ thực sự là nhiều cái đi làm này bảo không, mà không thì bảo có, của mình cũng không biết được. Không biết. Chắc chắn là này là có vấn đề gì nó bất thường rồi, con gái cô mới bỏ nhà đi này. Đó, giờ yêu cầu chỉ nó về thôi, nó về đặng nó ly dị với chồng nó thôi, rồi nó muốn đi đâu nó đi. Nói, mình làm đám cưới lớn không cô? Hôm đám cưới lớn không? Cũng làm cũng lớn ở dưới quê, làm dưới quê. Vậy là cũng đăng ký đàng hoàng hả? Có đăng ký kết hôn không? Đàng hoàng. Chính thức là vợ chồng luôn hả? Đúng rồi. Rồi cảm ơn cô nhé. Rồi con chào cô bên cạnh, cô là mẹ của em trai ở giữa hả? Cô là bà Suja hả? À, tôi là mẹ chồng. Cô cho con biết là cô tên gì? Tôi tên là Thị Ngọc Hoa. Cô Hoa hả? Cô Hoa nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1968. Ờ, 68 Mậu Thân. Năm nay là năm... 56. 56, 57 hả? 56 tuổi hả? Cô nguyên quán ở đâu? Hậu Giang luôn. Ô, cùng quê luôn, hai bà thông gia cùng quê hả? Gần nhà, đúng rồi. Gần nhà luôn? À. Ồ, vậy là hai bà là tình đẹp nha. Tình đẹp muôn thuở. Bây giờ thì dù gì thì mọi chuyện thì cũng chưa biết sao, nhưng mà nếu hai bên mà hai em á mà bây giờ nó còn thương nhau hay là nó không thương nhau nữa thì dù gì mình vẫn là hàng xóm tốt đẹp, đúng rồi, đúng không ạ? Dạ, chứ bởi vì cái chuyện này là không phải chuyện của hai mình, đứa nhỏ nó có đúng không ạ? Nữa thì tình xưa gia thì cũng đúng là ạ? Cũng bởi vì mình không có vấn đề gì cả, mình hai bên là nó không có phải là do mình, đúng rồi. Do các con mà, phải không ạ? Rồi cô cho con hỏi này. Cô hôm nay về đây, con trai về đây cùng con trai bà Suy Gia về đây nhờ anh em Chí Bình Dương để tìm con dâu. Yeah. Cô có biết lý do tại sao mà con dâu cô là đột ngột bỏ nhà ra đi vậy? Cô không biết sao, nhưng mà nó bây giờ chỉ yêu cầu nó về để ký giấy ly hôn thôi. Chứ giờ tôi không yêu cầu gì hết. Bây giờ yêu cầu về thì chỉ ký giấy ly hôn là xong đó. Chứ giờ tôi không cần gì hết. Cô có biết là con dâu đi đâu mà tự nhiên bỏ gia đình mình không đi? Không biết. Tại vì tôi cứ tới giờ tôi nó làm gì nó làm, tôi không có mà mình có cảm giảm hay có cằn nhằn hay là có không hài lòng với con dâu gì không? Không có gì hết trơn á, mà nó qua nhà về nhà tôi rồi muốn đi đâu đi, nó muốn làm gì nó làm mà không ai nói tiếng nào luôn. Gia đình mình là lúc mới cưới đến giờ phút này là có quý mến con không? Mình có ghét không? Đâu có nói chuyện gì nhiều đâu, không có nó cứ về nhà tôi là nó bỏ nó đi chơi hoài. Đi làm ở thành phố. Rồi nhỏ gái thì lên đây làm ở Bình Dương này với. Gọi là cũng rất mẹ chồng con dâu ít khi gặp nhau ha. Dạ đúng rồi, có dịp Tết. Chỉ có dịp Tết thì vậy thôi. Vậy là mỗi Tết vừa rồi là có thể là gặp nhau được vài ngày ha. Đó đúng rồi. Đến giờ phút này là gia đình mình có biết là con dâu đi đâu không? Mà Tết về nhà tôi cũng ít có gặp nó nữa, chỉ sáng là nó kêu chồng chở đi đâu không biết, rồi tối về. Rồi chỉ thưa mẹ con mới về rồi vô ngủ, rồi sáng đi đâu đó không biết, tối về. Cô thấy con dâu thời giờ nó ngộ ghê ha. Đúng không? Nó khác với thời các cô hả? Đúng rồi. Thời các cô là con nghe được cơ, con muốn đi giờ nào đi, nó muốn về giờ nào cũng về à. Chứ giờ thì đâu có làm dâu làm con. Đâu có dâu con gì nữa. Thời cô là sáng nghe là con nghe được một số các cô lớn tuổi ấy. Nó là sáng phải nấu nước trà, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, rồi bắt đầu mới xay lại nấu cơm, nấu cơm rồi mới giặt quần áo. Đó, xong ăn là phải ngồi đằng trước là bới cơm cho từng người một đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, ăn xong rồi đi đo rửa chén. Bới cơm cho từng người qua cái dọc trong như nè. Đấy, ăn xong rồi ngồi canh đó đúng để rồi. Mọi người ăn xong là mình đi rửa chén. Rửa chén, dọn dẹp. Mà có thể là ăn nhậu là mình phải ngồi riêng. Mình không được ngồi chung với lại một số các anh trai đàn ông hoặc là các chú đúng không? Không biết, đó không có ăn nhậu. Cô là ăn nhậu hả? Đại loại là con dâu thời xưa khác thời giờ của đúng không? Thời giờ là sướng rồi, phải không ạ? Thời giờ đôi khi là có gì nhiều gia đình có thể là mẹ chồng ấy phải nấu cơm hoặc phải giặt giũ. Bây giờ ông già chồng nấu cơm không à? Đó, đấy, thời giờ nó khác vậy. Giờ ông già chồng về nhà là ông già chồng nấu cơm sẵn sàng không à? Nhưng mà mỗi thời nó một khác của nó, mỗi một thời điểm năm nay này là nó nói chung là con người ta dần dần nó hiện đại hơn rồi, nó không còn phong kiến giống thời xưa. Thời xưa gọi phong kiến thì ai cũng giống ai, thì buộc lòng là đều tuân thủ mệnh lệnh đó, cũng khác gì đi bộ đội mà chín ông này nghe này thì ông này phải nghe rồi đúng không ạ? Thế cho nên vì vậy cho nên là cô đôi khi là trước cũng làm một trong những trường hợp như vậy, nhưng mà thời giờ là hoàn toàn là người ta con dâu bây giờ nói chung là bây giờ người ta sướng lắm cô. À, đúng rồi đó. Giờ mà đâu có dâu sáng con ra là ngủ dậy là đánh răng giờ mặt là chở nhau đi ăn đi uống đi làm việc thôi, đi chơi muốn làm gì làm à. Tối về gặp nhau chào hỏi nhau mẹ chồng con dâu có thể là chào hỏi nhau một hai câu là xong. Mà thậm chí nếu mà vui thì con về, mà buồn thì có thể con ở trọ. Đúng không? Con nói chuyện đúng không cô? Đúng rồi đó. Vui thì con về con gặp bà, con chào bà, mà buồn thì con ở vào trọ luôn, con khỏi về nhìn mặt bà luôn. Đó. Thực sự là cũng mỗi thời khác thôi, thì bây giờ thì mình phải chấp nhận theo thời thế đấy cô ạ. Vậy là đến giờ phút này cô hoàn toàn không biết con dâu tự dưng hay lý do
làm sao bỏ nhà đi? Không, không biết. Này vậy nó ở bên đây với tôi. Tôi chỉ yêu cầu nó, bây giờ nó đi rồi mà bây giờ yêu cầu nó đi về sớm, đi về gấp để ký đơn ly hôn. Về gấp luôn? Đúng. Vậy là con dâu cô đi mới có mấy ngày mà mình phải về gấp vậy? Thứ hai. Mới thứ hai hôm nay mới có chủ nhật à? Tuần rồi, bây giờ nãy nói chung là phải cho nó về gấp để ký đơn luôn. Hai tuần nữa về đi được không? Mất công đi thì đi cho thoải mái đi, mình về. Để giờ về là làm sao là mình không đi nữa. Được không? Không về đâu. Tình hình này không về đâu. Sao cô biết tình hình không về đâu? Thì mong cho nó về đi rồi ký giấy gì đó rồi muốn khổ đi đâu thật. Đi. Thằng này không ép buộc. Hai bà là trước khi hôm nay á. Hai bà suy ra. Để nó về rồi mình bắt nó. Hai bà suy ra là trước khi là hôm nay là đi cùng với con trai ấy, là về đây là trên xe ấy, là mình đã hù ý là nó không về đâu. Không về nó đâu. Không về đâu. Mình có bàn với nhau vậy không? Không, mà nói chắc chắn nó sẽ về. Tại vì hôm ngày nó sợ mình làm này làm kia nó không về. Về rồi tôi nói chị nó về rồi một lúc nó cũng sẽ đi. Hôm nữa. Cưới là hai bà suy ra. Nó về đi rồi nó chấp nhận thôi rồi xong rồi nó cứ việc nó đi về cho nó đi đi mình sẽ hứa trên cộng đồng mạng như vậy. Cứ việc cho mình không ép nó nữa là hoặc là không có bắt nó để làm gì. Thì để hứa đây nó nếu nó có coi cho trên clip nó có thấy thì đi về. Hôm cưới là hai bà suy ra là có cầm ly rượu cùng nhau không? Có. Ôi trời. Mới cùng nhau hả? Mình chưa quên ha. Mới cùng mà đâu phải mấy chục năm đâu mà quên được. Đó, hôm nay vui ha. Nhưng mà ai ngờ liền vui thì cũng không được mấy hả? Cũng thật. Mà rước dâu cái tôi đại hạn cái rước dâu mà tôi cứ bức xúc hoài rước dâu mà cái cô dâu phụ á nó cứ chen xe mà nó leo lên. Cái đó mình bỏ qua đi, cái yêu cầu là nó đi về đây để mình giải quyết cái chuyện này thôi, còn cái chuyện nó đi hay không cái quyền đó là đằng này không ép uổng nó nữa. Nói chung hiện nay là hai bà suy nha. Mẹ chồng và mẹ ruột. Và hoàn toàn không ép. Con muốn đi đâu đi mà muốn ở với ai ở. Nhưng miễn sao đó, phải quay đó, trở về. Thì đó nó trở về nó thôi. Còn nó trở về. Đúng không? Về, nó lý ký đơn là ký là gì? Ký đơn là gì? Rồi nó muốn đi đâu nó muốn đi đâu đi làm gì? Bây giờ dù gì thì hai bên thì cũng một thời tôi gọi là tình thông gia một thời. Nhưng mà còn may mắn hơn nhiều người khác là hai bà xui ra gần nhau cũng hiểu chuyện. Cái đấy thứ nhất, cái hai là hiện nay là hai gia đình chưa có gặp khó khăn trong vấn đề con cái là nuôi các cháu. Vì bây giờ là nó cũng không có gì khó khăn nhiều. Đúng không ạ? Chỉ hai bên chia tay nhau đường ai nấy đi. Và sau này tôi và bà vẫn là hai người bạn tốt. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thôi chứ người lớn đâu có dính líu đâu, đâu có thành lòng gì đâu. Mất lòng đâu mà. Vậy là bây giờ chỉ yêu cầu là con về. Về nó đặng ký giấy đi. Nếu nó không thương thì cứ giấy đi vậy. Rồi bây giờ em cho anh hỏi này. Em họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Tấn Kiệt. Kiệt hả? Anh nghe tên quen. Nguyễn Tấn Kiệt. Kiệt nhiêu tuổi rồi? Em 29 năm. Em là có sống chung với mẹ ruột không? Ít rồi. Ít hả? Vậy là hiện nay là em ở chung với này mẹ vợ và con và mấy vợ ha? Mới ở chung tháng mấy này. Tháng mấy? Mà là mới từ Tết hả? Tết vừa rồi là ở quê. Gia đình mới lên đây. Em có làm chung với vợ không? Không. Làm công ty. Em làm công ty gì? Em chẳng là làm Bát TV anh. Bát TV à? Sinada. Em làm đây trước hay vợ làm trước? Trước đây á? Vợ là vợ làm trước mà công ty khác. Em quen vợ trong cái tình huống nào? Em quen vợ lúc ở quê. Biết nhau từ quê hả? Thế là nhìn cô ta là đẹp xinh xinh hiền hiền nên là mình làm quen hả? Hai người yêu nhau lâu không em? Cỡ quen thì cỡ 6 năm mà có tình cảm thì cỡ 5 năm. Ui giời ơi. Lâu vậy. Người ta quen nhau mấy ngày là tuần người ta cưới quách đôi. Năm sáu năm luôn. Tình yêu này là chắc chắn như này là lúc yêu nhau là anh hứa anh thề là chắc chắn đấy đúng không? Vì lâu quá làm gì còn gì không hiểu nhau đúng không? Bởi một cái cuộc tình một cái cuộc hành trình 6 năm gần như là người ta có vợ có chồng mấy đứa con này em. Mà em này hoàn toàn là mới cưới được có mấy tháng. Em thấy cái tình cảm vợ của em ấy dành cho em từ khi cưới đến giờ phút này so với cái thời điểm yêu nó có khác nhau không? Nói chung là nó cũng hơi khác. Khác là khác những cái gì? Khác theo là em nói chung là cái thời gian mình đi á thì nó hỏi nhiều. Mà hồi sống gần á thì nó ít hỏi. Sống gần ít hỏi. Nó không có quan tâm luôn. Cái thời gian sau cứ rồi hỏi đi đâu hay nó cũng biết hết. Kỳ vậy? Dạ. Biết hết luôn hả? Dạ. Giờ thì muốn nó về thì làm giấy tờ rồi về ký ly hôn rồi cho cha mẹ đừng có. Sao mình không kêu vợ này về để sống tiếp mà lại phải ly hôn? Bây giờ nó muốn thì nói vậy đó, nó chịu vợ. Bây giờ là chịu theo ý vợ. Vợ em từ hôm đi đến giờ phút này có nhắn tin báo tin cho em là vợ đang ở đâu không? Không, chặn em hết. Chặn luôn. Kỳ vậy?
Sao Trúc lúc trước yêu ấy, anh hỏi này, khi yêu nhau mà 5-7 năm liền ấy, là hai vợ chồng em đã từng chặn tin nhắn hoặc chặn Zalo hoặc là chặn nhau lần nào chưa? Trước đây có chặn không? Trước có chặn, có chặn xong mở lại hả? Chặn rồi nó mở lại, chặn nói chung là dặn như là nó xóa bạn thôi, nó không có chặn. À, xóa bạn. Xóa bạn, xóa bạn thì có nhắn tin được không? Xóa bạn nhắn tin được. Ừ, thế thì xóa bằng không làm gì, đúng không? Xóa là lẽ ra là xóa là không nhắn tin được, nhưng mà xóa vẫn nhắn tin được là vẫn có cơ hội, đúng không? Chặn hết. Bây giờ là chặn luôn. Chặn hết. Bây giờ là xóa xong chặn luôn. Dạ. Đúng không? Tin nhắn anh biết mà, tin nhắn Zalo đúng không? Thì bây giờ về làm đơn đàng hoàng, về ký gì vậy đi, bây giờ là cho đừng, nói chung là không muốn đừng có ai dính líu ai gì hết. Dính líu ai hết trơn á. Bây giờ quan trọng là giờ về đi, không ai mà bắt buộc ở nữa, không ai bắt buộc chứ, không ai ép hết trơn á. Nhưng mà anh thấy là đôi khi là vợ em lại bị người ta dụ, người ta lừa đi đâu, bây giờ thì mình tìm cách mình cứu về để ở tiếp thôi. Dạ. Thì được bây không? Giờ cũng sợ vậy đó. Thế thì cho về ở tiếp. Được không? Dạ. Sao? Cho về ở tiếp chứ sao phải bỏ. Bỏ uổng. Yêu nhau 5-7 năm mà mới ở mấy tháng làm sao mà uổng lắm. Tại yêu nhau 3 tháng là cũng tới đám cưới được, mà yêu nhau 5-7 năm đến đám cưới cũng thôi được mà. Nhưng bỏ là có tiếc không? Nếu còn thương thì ở lại, dạ. Còn không thương thì không thôi, chia tay. Bỏ không tiếc hả? À? Thế để cho anh vậy, anh đi kiếm mẹ là anh em ở đây là làm mai làm mối ở đây có nhiều anh em chưa bỏ. Được không? Dạ. Em có tiếc không? Không anh, à, không tiếc. Đến lúc mình tiếp đây. Dứt khoát là mình dứt khoát chứ mình không có mà. Nhưng mà dứt khoát cái một đó nè. Dứt khoát là dứt khoát. Thế lúc trước yêu là có bao giờ em hai người nói chuyện nhau là anh sẽ chia tay em không? Lúc yêu á, lúc không, giận nhau không có suy nghĩ tới gì. À. Mà sao giờ nhanh vậy? Lúc này nó nói chung là hay là mình có mối khác rồi. Nó không hợp. Không hợp. Không hợp. Anh hỏi lại, từ khi cưới nhau đến giờ phút này hai vợ chồng là tối có ngủ chung không? Có, đêm nào ngủ chung nha. Ngủ chung nhưng mà mình thấy cái tình cảm của vợ dành cho mình có không? Có. Sao thế, sao mà mình không yêu nữa mà vợ đôi khi giận cái gì sao? Tại mình thấy nó cái cách sống mọi người nó khác rồi không có hợp. Thế lúc trước mình chưa sống thử à? Yêu nhau 5-7 năm mà dạ, không sống thử à? Chưa. Ôi giời ơi, này lẽ ra em phải sống thử. Trước thì yêu xa nhiều. À, lâu lâu gặp nhau lần hả? Dạ. Ồ. Ê, khổ. Này, thật sự là anh thấy là anh thấy em là rất hiền á. Dạ. Anh chưa biết là em hiền thật hay không. Mà mình nhìn con người ta nhìn bên ngoài chưa được đánh giá điều gì. Dạ. Đúng không? Vợ em anh nhìn em rất xinh gái, dễ thương. Nhưng mà thực sự là bên ngoài có cái này cũng như nó nghe tác động người ngoài. Nên nó đi thôi. Theo em ấy, em có nghi ngờ là vợ em quen người đàn ông khác? Không. Không có người nào nữa. Không có người nào nữa. Sức kỳ. Không có người đàn ông nào mà lại chia tay. Tại vì cái cách sống nó mỗi người mỗi khác đó, nó không hợp đó rồi. Anh là nghi là có vấn đề gì sai rồi. Thế vợ hay là vợ em lại không thích đàn ông mà thích con gái? Hả? Em không biết. Bà suy ra kia cười quá trời. Một bà thì giàu, một bà thì cười. Khổ lắm. Bây giờ anh nói cho em nghe này. Dạ. Sinh ra ấy, là cha mẹ là cũng mong muốn cho con được trưởng thành và được xinh đẹp và dễ thương, và đặc biệt lấy vợ lấy chồng mong cho con được hạnh phúc và con có cháu, đúng không? Dạ. Nhưng mà anh thấy tình trạng này là vợ em là có thể là không muốn có con. Yeah. Anh nghi như vậy á. Không, nó trước nó cũng nói muốn có con mà tại nó bệnh phụ nữ. Nó bị bệnh nan cũng đang đi trị á. Cái đấy thì không có gì đơn, cái đấy rất đơn giản. Thì người nó cứ nói là con thuốc. Bệnh. Cái đấy thì không gì khó, đơn giản mà. Nó hết thuốc rồi đi hết thuốc, rồi mấy ấy rồi lúc này sao nó nói vậy đó. Nói chung là nó cái vấn đề thì nó hai vợ chồng thì nó hơi bị nó thường né tránh đó thì không, nó không phải thường né tránh đi. Cũng như là nó cọc nói chuyện hay là cọc nói chuyện. Anh hỏi thẳng luôn này. Bây giờ có bảo mẹ vợ với mẹ trời mẹ em ấy, anh nói thẳng luôn. Bởi đây toàn người lớn tuổi đấy chứ không phải lên 5 lên 3 đó. Dạ. Từ hôm cưới nhà là hai vợ chồng mình có đạp mái không? Có anh. Đều không? Anh nói thẳng luôn đấy. Nói chung là cũng đều. Đều nhưng mà vợ có đồng ý không? Có. Vợ có khó chịu không? Không. Vợ tự nguyện hay là mình ép buộc? Nói chung là mình chủ động, mình đàn ông mình phải chủ động. Không, anh biết nhưng mà vợ có muốn không? Vợ có mong muốn không hay là vợ? Dạ, muốn. Em nói thật không? Dạ. Anh nghi là sai ấy. Đấy à. Cũng được, chịu với nhau. Không chịu thì đồng ý là lúc đè ra để bật ra thì phải chịu. Lúc bật ra thì phải chịu rồi. Anh nói thẳng như vậy á. Nó hơi thôi nhưng mà thật. Bởi vì ở đây mình không phải nói chuyện tục tiễu. Mình không nói chuyện là bậy bạ tục tiễu. Nhưng đó là cái câu chuyện đó là thật. Bởi sống với nhau mà không có tình cảm mà đêm ngủ mà mỗi người một lời thì đâu có hạnh phúc. Đúng không? Yeah. Ai cũng vậy thôi. Nhiều vợ chồng là sống với nhau nhưng mà tối ngủ ấy, là mỗi người một nơi. Hoặc mỗi người bấm cái điện thoại. Mạnh người nào lăn quay là ngủ. Còn có ông nửa đêm ấy mò sờ vợ ấy, anh ấy thật luôn, vợ xúc cho một cái một mai cấp cứu luôn. Đó. Cô đứng lên đi.
anh nói chuyện là nghiêm túc ấy, nhớ nó là thật đấy. Nhưng mà vì vậy anh vẫn hỏi em là cái câu chuyện này nó diễn ra là đều đều đúng không? Như vậy chúc mừng em, dù gì chúc mừng em là đã thành công tốt đẹp. Nhưng mà lại tại sao mà mình đứt đoạn vợ mới đi có mấy ngày mà mình đứt đoạn vậy? Tại nói chung là cái xung đột. Mà em đang biết cái điểm yếu gì đúng không? Là cỡ tháng mấy này thấy nó về vợ chồng nó nói chuyện một hai câu cái này kia rồi đi chỗ này chỗ kia rồi nó cũng khó chịu. Mình cũng bực bội, mình đàn ông mà mình làm cũng có tiền. Nhưng mà đi đâu cũng nó cũng hơi bực bội, mình cũng không thích. Quá rồi bắt đầu. Nói chung là vợ đi đâu đi, nhiều khi mình hỏi là vợ không muốn trả lời chẳng hạn. Dạ. Yeah. Vậy là vợ em, theo em biết là vợ em đang đi đâu? Em không biết nữa. Không biết mà sao mình bỏ uổng lắm. Thì bây giờ không biết nó đi đâu. Dạ, không biết kìa. Bây giờ nhưng mà anh nghi rồi. Anh nghi đấy. Mà anh nghi là đúng. Nhưng mà ở đây là gia đình không nói ra thì anh không thể nói được. Anh nghi. Nhưng mà thôi, bây giờ là nó là quyền quyết định của gia đình mình. Mà đặc biệt là do em. Nếu khi vợ em về, vợ em xin em tha nhưng mà em không tha, và em không mong muốn thì là đến ai ép được. Bởi vì tụi em là trưởng thành hết là 20-30 rồi. Đâu phải lên 5-3 đâu. Tuổi này mình quyết định cho nó chững chạc chứ mình không có ấy được. Vậy là bây giờ mình lại chuẩn bị lấy người khác. Dạ. Ôi giời ơi, có mối nào chưa anh lại làm mai cho? Mấy cô lại bỏ chồng cái tình trạng này anh lại làm mai cho? Thì đôi khi là mình không hợp với người này cũng hợp với người kia. Mới cứ rồi cũng vài năm nữa anh ơi. Thôi vài năm nữa thì già lắm, nay mai là cha già con cọc đeo kính cận rửa đít cho con nó phiền lắm. Cứ luôn được không? Anh làm mai cho. Được hả? Em trai này cũng vui vẻ dễ thương mà không biết là sao là vợ lại có suy nghĩ cho lệch lạc vậy, không biết đấy. Rồi bây giờ con mời cô bên ngoài là cô là mẹ của em gái này. Bây giờ thực sự là em trai này mong muốn là với gia đình bên thông gia là bây giờ thôi mọi chuyện là lỡ rồi. Nhưng mà ai cũng mong muốn là bây giờ về ký giấy ly hôn. Cô nghe cái này cô có buồn không? Buồn. Mới cưới con ngày nào tưởng con sống được hạnh phúc bên chồng và bên gia đình đúng không? Muốn có con có cháu đúng không? Đặc biệt là cô cũng không có nhiều con mà cũng phải là rất hiếm muộn được ít con đúng không? Chứ đâu phải được 5-7 người con đâu. Phải không ạ? Mà đến giờ phút này biết được cái tin gọi là như xe đánh này thực sự là rất buồn. Mới cưới được vài hôm mà chưa được bao nhiêu. Hai bên xui nhà thậm chí còn chưa có cơ hội được gặp để nói chuyện với nhau nhiều, để giải bày tâm tư, nguyện vọng và tình cảm đúng không? Thậm chí là hai bà sống gần nhau còn chưa hiểu nhiều về nhau đâu. Bởi vì nhiều câu chuyện tế nhị, đúng không ạ? Chưa có thể chia sẻ cho nhau được. Bởi vì hai con cũng mới ở với nhau thôi, cũng chưa được lâu. Cho nên để cái quá trình mà hai gia đình để hòa hợp được nhau thì cũng chưa có. Buồn thôi. Rất tội. Duy nhất chỉ có một người con thôi. Nếu không gì thay đổi là một thời gian nữa là sinh con, sinh cháu rồi, là có cháu ngoại rồi. Là hai bà là bà ôm một chút, tôi ôm một chút đúng không? Hai bà là ôm cháu, chia ca chẳng hạn. Bà ôm ban ngày, tôi ôm ban đêm, trông cháu thì vui vẻ không? Phải không ạ? Ai cũng mong muốn như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ đấy, câu chuyện hiện nay nó xảy ra là nó không thể hiện được rồi. Bây giờ thì thôi, mình buồn thì chắc chắn là phải buồn rồi. Đó. Nhiều khi là cười vậy thôi. Nhưng mà thực sự là trong lòng rất khổ đau. Phải không? Anh biết được mà. Không ai mong muốn là mình như vậy. Phải không? Nhưng mà quá bất ngờ đúng không em? Yeah. Mà sao trước anh đang đặt ra rất nhiều cái nghi vấn này. Em yêu lâu như vậy mà sao em không biết rõ về cô ta? Không biết anh, nhưng mà thời gian sau lúc cưới á, nói chung là đi làm thì nó cũng ít biết, tại vì không có, nói chung là hỏi nhiều cái nó cũng không nói. Mình phải tìm bằng được chứ. Mình ở đó mình tìm bằng được. Hồi đó thì yêu xa, nói chung hồi đó yêu xa, rồi từ hồi lên trên đây ở nè. Mới biết. Là mới biết. Nói vậy. Thường coi như hôm Tết giờ là mới biết chứ hồi nhưng đó. Mà trước đi anh thôi. Hỏi này. Em yêu năm 75 không lẽ là không có dịp nào em đi chơi với nhau 2-3 ngày? Có đi hoài, đi thường xuyên. Mà không biết gì luôn, không hiểu gì về nhau luôn. Có thì chơi đi chơi 2-3 ngày thì cũng biết cũng phát. Nhưng mà đôi khi là vẫn nghĩ là có thể là thay đổi được đúng không? Yeah. Vẫn nghĩ là có thể là thay đổi hoặc khắc phục được những vấn đề khác. Yeah. Đúng không? Thì hôm đó nó cũng đi mua đồ quần áo cho thằng này, mình cũng mừng rồi. Thì nó đi sắm đồ cho chồng nó, đi sắm giày đặng đi làm, cũng mua áo đồ mặc mát rồi đi dưới quê đồ đem lên nhiều mất công. Nó nói vậy, rồi cũng la gầy, vợ chồng con ơi cái gì ngọt ngào với nhau.
nói coi kêu con cũng ráng đi rồi đặng đẻ nữa, để lớn tuổi rồi nó nói gì năm nay con đẻ thì nó cũng đồng ý. Thì mới đây xuất phát mới đây rồi khoảng một tháng nay đó thì giờ nó mới nói là mới hiểu chứ đâu có biết hai đứa ngủ chung không mà mình cũng không biết có ngủ chung mà không biết có làm gì không ấy, nhiều khi ngủ chung là không ngủ chung mà không đạp mái thì thua luôn. Nó không nói gì cho mình đâu có biết. Ê, khổ rồi. Cho nó trở về đi rồi nhất ý muốn của con muốn. Anh thấy em là cũng mập mạp. Anh thấy em mập mạp cho nên anh nghĩ là không biết em có đạp máy không. Em thấy mà người nhưng mà nói chuyện là nó không nói ai. Thôi bây giờ này. Bây giờ hiện nay là em vợ em bỏ đi rồi. Anh chưa có quan tâm là lý do gì hết. Biết thì anh biết nhưng mà anh chưa quan tâm. Bây giờ anh chỉ hỏi em một câu thôi. Nếu vợ em quay trở về mà hứa với em sẽ sống tốt và sẽ thay đổi toàn bộ ngoạn mục, em có đồng ý là tha thứ cho bà không? Không anh. Cương quyết luôn. Nhưng mà liệu có hối hận không? Tiếc không? Không. Mình còn trẻ, mình còn kiếm tiền được, mình sẽ cứu vợ được. Anh biết. Nhưng đôi khi là nếu như em không tha thứ cho vợ mà vợ em vô tình mà yêu một người nào đó lại cùng xóm em luôn. Yeah. Sau này người ta sống mà hạnh phúc hơn những em được tưởng tượng. Yeah. Chắc chắn là đứa của em buồn hơn nhiều. Không bình thường anh. Tiếc không? Không. Không tiếc. Ok. Rồi cô là mẹ chồng. Hiện nay cái cuộc trò chuyện này cũng tương đối dài. Nhưng mà để mà hiểu hết thì có thể là chưa hiểu hết nhau được. Chưa. Nhưng đây là một cái cơ hội cuối cùng để hai bà thông gia có thể có cơ hội được trò chuyện và giải bày tâm tư nguyện vọng của mình trên video này. Cũng như là hai bà để hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là sau này ấy, mình nói thật là gần hàng xóm thật. Nhưng mà ai cũng phải mất bỏ công mà ai cũng phải để đi làm ăn. Đôi khi mỗi người một tỉnh. Đôi khi Tết về thì cũng có thể là không nói chuyện được, không có cơ hội để cùng trò chuyện với nhau. Không phải là mình giận nhau hay mình ghét nhau ở đây, nhưng mà ai cũng phải vì cơm áo gạo tiền. Bởi vì các cô là dù gì cũng tương đối lớn tuổi nhưng mà chưa phải là già, đúng không ạ? Chưa phải là 70, 80, 90. Vì vậy nên là ai cũng phải mong muốn là mình còn sức mà, để có thể là đóng góp cho gia đình hoặc có thể là kiếm thêm thu nhập. Vì vậy không có thể có thời gian để nói chuyện với nhau. Đây là cái cơ hội để có thể là hai cô và cô bên này, cô mẹ chồng và mẹ vợ, còn hai bà xui già. Dạ. Thương nó dữ lắm đó. Đấy, có thể hai bà có thể nói chuyện với nhau đi cho được thoải mái. Đó, hai bà cứ tâm sự bình thường. Không mà tôi cũng tội nghiệp cho chị xui, tôi có con đứa mà nó làm vậy thì bà nó quá thất vọng, nó cắt thì cắt chứ trong ruột đau lắm chứ. Bữa nói là đi bầu bàn gì làm gì đó, miệng giờ không được luôn. Giờ về mình ký giấy ly dị không có gì hết trơn đó, bây giờ đâu yêu cầu nó về để ký ly dị rồi xong hả, chứ giờ con không yêu cầu gì hết. Ký ly dị là ra tòa mình ký ly dị bây giờ ra tòa bà trả ly dị lại cho tòa rồi xong, chứ có gì đâu mà sợ. Về đây ký chứ ký, giờ không ai bắt cầu, không ai bắt buộc nó đâu. Bây giờ yêu cầu nó về nó ký ly dị đi, làm cho nó ở đây ta dễ làm ăn. Đấy, hai bà xui ra đi, hai bà xui ra nói chuyện đi. Đấy, hai bà tự nói chuyện với nhau. Nó giờ do con thôi chứ người lớn thì không phải mà muốn cái gì cho người lớn cho tôi. Giờ cái ý nó không muốn ở nữa thì nó về nó ly dị chồng nó, ăn cho người ta đi làm ăn cứ gì gì đó. Đúng rồi, rồi mạnh nay nó lo có chồng có vợ nó làm ăn, lớn tuổi hết rồi chứ cũng giờ nó về cũng không bắt nó không làm gì chứ, cứ việc yên tâm. Nếu nó con có coi cái clip này, con đi về đi, cô nói chồng cô đi thôi, cũng đi đâu thì đi, mẹ không có bắt con nữa. Quá khổ. Quá tội. Nói chung là chẳng nhé. Này thì con quay trở về liền đi. Đó, rồi kia với ly dị với chồng con. Còn con nếu con không còn thương cha mẹ thì con cứ việc đi theo ý của nguyện của con. Mẹ không có ép gì đó. Ta mẹ đau một lần này là hết rồi con ơi. Không có còn nữa đâu. Đúng là không yêu thì bảo không yêu đúng không? Phải không em? Đó, yêu nhau 5-7 năm mà vẫn chưa hiểu nhau. Dạ. Đó. Con làm gì khổ cha con mẹ chứ lắm luôn. Hết yêu rồi, hết rồi. Khổ. Quá khổ. Cũng năng yêu lắm chứ mà nhiều lúc mà thấy nó là quá thì mình cũng hết cảm giác từ từ. Bây giờ hết luôn. Bởi vì nói chung là em cũng biết từ hôm cưới đúng không? Yeah. Biết nhiều cái về vợ, nhiều cái từ hôm cưới, bởi vì có thời gian để tiếp xúc và để mình sống gần nhau á.
sống gần mới biết. Không khó. Thôi cái câu chuyện mà thực sự đây là một cái câu chuyện tế nhị em ạ. Hai bên đều là thông gia, đều là cùng quê và đều là cùng biết nhau. Vì vậy bây giờ là hai bên tự quyết định, em và vợ của em. Hai bên nếu thực sự không còn tình cảm và đường ai lấy đi thì muốn thì cái điều đó là không có gì khó. Lúc đầu cũng có nói là ly dị mà mẹ vợ la để từ từ. Tại vì ly dị hai đứa nó thoải mái hơn, chứ giờ còn cái giấy kết hôn thì nó ràng buộc lắm. Đúng rồi. Nhưng mà nếu ly dị ra thì đường ai lấy đi. Dạ. Ừ. Khó ai sống. Có thể là ví dụ lễ Tết chẳng hạn là em vẫn có thể là sang thăm gia đình vợ bình thường. Dạ, bình thường. Có chuyện bình thường. Dạ. Mình ngoài ra là chưa nói là mẹ vợ mà đó là hàng xóm mình đã thăm nhau rồi. Dạ. Đúng không? Mà đây là đặc biệt hàng xóm. Dạ. Nhá. Hy vọng là hai gia đình sau này vẫn có sống tốt với nhau. Dạ. Nhá. Chuyện gì nó đến mà chuyện gì nó đi em ạ. Nhá. Dạ. Sau cơn mưa trời lại sáng, chuyện buồn đến, thì buồn thì cũng sẽ buồn rồi. Không? Cũng đi qua thôi, chứ rồi. Qua thôi được. Rồi hôm nay gia đình mình ý, về đây để nhờ anh em mình chị Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ em, mục đích chính là về ký đơn ly hôn. Hôm nay gia đình mình có đồng ý cho các anh em mình chị Bình Dương để chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm được thông tin chính vợ em không? Đồng ý ha. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Đây tiếp tục một người vợ phải là vô cùng rất trẻ. Có thể là yêu nhau 5-7 năm nhưng mà chưa hiểu được về nhau. Đó là cái chuyện đương nhiên bình thường. Đôi khi vợ chồng sống với nhau 2-3-40 năm còn chưa hiểu hết về nhau. Vì vậy cho nên một cái cuộc tình đó thì khi nó rất dài, nhưng mà chưa hiểu về nhau nó là cái chuyện bình thường. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái là đang ở đâu thì báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương để các anh em sớm giúp em gái này quay trở về để cùng ký đơn ly hôn. Bởi vì hiện nay là gia đình cũng không muốn ràng buộc, bởi vì em gái này đã quyết định bỏ nhà ra đi. Gia đình hiện nay để tha thứ thì cũng rất khó. Nhưng mà buồn thì đồng ý là ai cũng buồn. Thôi cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.